Căn bán nhà xây mới 4 tầng có vị trí nằm tại tổ dân phố 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà được xây mới hoàn toàn với thiết kế là 4 tầng, bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Đang được bên công ty chào bán với giá là 2 tỷ đồng. Đây là căn góc có hướng chính là hướng Đông Bắc. Thế mọi người có thể là nhìn thấy toàn bộ cái không gian ở phía trước của ngôi nhà đây Đường ngõ rất là rộng, ngõ thông Hai xe máy có thể tránh nhau thoải mái Toàn bộ ngôi nhà này đều đã được hoàn thiện xong hết Đấy bây giờ quý khách hàng là chỉ việc chuyển đồ về và ở thôi Sau đây là tôi đang đứng ở phía bên trong của ngôi nhà đây Mọi người có thể nhìn thấy từ hệ thống trần thạch cao Đèn chiếu sáng cũng như là hệ thống gạch nát nền của ngôi nhà là đều được hoàn thiện xong hết sử dụng vật liệu cao cấp ở tầng 1 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng khách một phòng bếp và một nhà vệ sinh phụ bởi vì đây là căn góc cho nên là chúng ta sẽ có thêm cả một cái cửa nhỏ ở bên ngách của ngôi nhà nữa và đây là khu vực phòng bếp toàn bộ hệ thống tủ bếp sử dụng là chất liệu bằng gỗ son đào kính ốp bếp là kính cường lực minh nong Đấy, mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ cái không gian của tầng 1 này Thiết kế rất là rộng, đầy đủ ánh sáng Với diện tích là 32 m vuông Được chúng tôi tính toán thiết kế rất là hợp lý Và đây là cái khu vực Mà đông dân cư Có vị trí rất là gần với lại khu đô thị đô nghĩa Xung quanh nhà bán kính 500m Thì là có đầy đủ tất cả các tiện ích như trường học Ủy ban nhân dân phường, trạm y tế trường cấp 1, cấp 2, công viên, hồ điều hòa. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 2 và tầng 3 là sẽ bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Tất cả các phòng vệ sinh đều được thiết kế là nhà vệ sinh khép kín nằm ở trong phòng luôn. Đấy mọi người có thể nhìn thấy là ngôi nhà hai mặt thoáng. Luôn luôn đầy đủ ánh sáng, có cửa sổ ở phía đằng trước và cửa sổ ở phía bên hông. Thiết kế của nhà vệ sinh rất là rộng, sử dụng là gạch ốp nát là kích thước là 30 x 60, gạch nát nền chống trơn. Toàn bộ hệ thống bồn cầu, lavabo cũng như là sen vòi, gương gương soi và hệ thống phụ kiện này đều được hoàn thiện xong hết. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là cửa nhôm kính. Đấy, không gian ngọc phòng rất là rộng. Chúng ta hoàn toàn có thể là kê giường, kê tủ quần áo, bàn làm việc, bàn trang điểm. Đối ừ, với căn nhà này thì ở tất cả các ô cầu thang là chúng ta đều có cửa sổ mở ra phía bên ngoài để cung cấp ánh sáng cho khu vực cầu thang. Và đây là ở phía trên khu vực tầng 3 của ngôi nhà rồi. Mọi người có thể nhìn thấy là cái thiết kế của phòng rất là sáng, rất là rộng. Toàn bộ hệ thống cửa sổ là chúng tôi đều thiết kế là hai lớp. Phía bên ngoài là cửa nhôm kính, còn phía bên trong là cái khung sắt hộp sơn tĩnh điện đảm bảo tính an toàn cho ngôi nhà. Tất cả những cái hệ thống dây điện, ống chờ điều hòa, atomat hoặc là hệ thống đường truyền hình cáp để xem tivi là đều được chúng tôi hoàn thiện xong hết. Trong nhà vệ sinh thì là sẽ có thêm cả hệ thống quạt hút mùi cũng như là hệ thống cửa sổ mở ra phía bên ngoài để đảm bảo là khi mà mùa đông chúng ta sử dụng bình tắm nóng lạnh thì sẽ không bị à, bí, không bị kín hơi nước. Tiếp theo đây là ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là một phòng ngủ một phòng vệ sinh và một sân phơi và đây là cái khu vực cửa sổ để chiếu sáng cho cầu thang đây mọi người có thể nhìn thấy là cầu thang rất là rộng luôn luôn đầy đủ ánh sáng cái tầng 4 với thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ một phòng vệ sinh một sân phơi nhà vệ sinh thì cũng đã được lắp đặt toàn bộ những cái đồ dùng thiết bị như của tầng 2 và tầng 3 đã thiết kế phòng vệ sinh rất là rộng. Phòng ở trên tầng 4 này thì quý khách là có thể là kết hợp vừa làm phòng thờ hoặc là làm phòng nghỉ cho khách khi mà khách đến chơi nhà. Và phía ngoài đây là khu vực sân phơi. Chúng tôi cũng đã thiết kế toàn bộ cái hệ thống là để lắp đặt máy giặt cũng như là hệ thống để phơi quần áo. Toàn bộ hệ thống chuồng cọp nó cũng đã được hoàn thiện xong hết. Mọi người có thể nhìn thấy ở khu vực xung quanh nhà là nhà cao tầng dân cư ở rất là đông khu vực dân trí cao Đấy, vị trí rất là tiện lợi nằm cách khu đô thị đô nghĩa chỉ 200m cách ngã tư nơi trọng tấn chỉ 500m và bán kính xung quanh ngôi nhà là có đầy đủ tất cả các tiện ích như là trường học ủy ban nhân dân trạm y tế chợ cũng như là siêu thị ngay gần đại học phenica bến xe yên nghĩa vị trí giao thông đi lại rất là thuận tiện với khách hàng có nhu cầu xem nhà hoặc là cần tư vấn thêm trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 09830 013 403 hoặc 0888 041 444. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Và cái thông tin của ngôi nhà này là em xin nhắc lại một chút là có diện tích là 32 m2, thiết kế là 4 tầng có hướng chính là hướng đông bắc và đây là căn góc hai mặt thoáng đang được chào bán với giá là 2 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ hỗ trợ 70% giá trị của ngôi nhà.